Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Công đoàn số tháng 3 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục kỳ này chúng tôi sẽ tập trung phản ánh nội dung công tác nữ công và phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các công đoàn cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nữ công nhân viên chức lao động là một bộ phận quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, là lực lượng lao động đông đảo trong xã hội, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tham gia tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, việc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ công nhân lao động nói chung, nữ công nhân viên chức lao động nói riêng là chức năng cũng như nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn trong tỉnh. Trong tháng 3 này, các cấp công đoàn đã có nhiều hoạt động sôi nổi hướng về đối tượng nữ đoàn viên tại các cấp công đoàn. Đây là hội thảo Nội tiết tố nữ, cội nguồn sức khỏe và tuổi xuân phụ nữ do Công đoàn viên chức tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm X Nhân phối hợp tổ chức. Tại hội thảo, các đoàn viên công đoàn viên chức tỉnh được các chuyên gia tư vấn về bình đẳng giới, tư vấn chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội để chị em giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, tự tin xây dựng gia đình hạnh phúc. Là một nữ cán bộ công nhân viên chức ấy, thì ngoài những công việc chuyên môn căng thẳng hàng ngày thì những cái hoạt động sôi nổi như cái buổi tọa đàm ngày hôm nay thì mang lại cho mình không chỉ niềm vui mà nó giúp mình có sự chia sẻ, trao đổi với đồng chí, đồng nghiệp. Những cái kiến thức ngoài công việc chuyên môn hàng ngày nhưng mà nó liên quan trực tiếp đến bản thân mỗi người phụ nữ chúng ta. Với chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động nói chung và nữ công nhân viên chức lao động nói riêng, thời gian qua, Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai đã cùng với Hội Phụ nữ đồng cấp và các ngành chức năng có nhiều giải pháp tăng cường hiệu quả công tác nữ, góp phần khẳng định rõ hơn quyền lợi nữ đoàn viên khi gia nhập công đoàn. Năm nay, Công đoàn viên chức tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc hướng về nội dung hội thảo, nâng cao năng lực phụ nữ về công tác bình đẳng giới, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ. Tổ chức công đoàn viên chức tỉnh chúng tôi cũng đã có cái định hướng và đã xây dựng cái kế hoạch hoạt động công tác nữ công năm 2017. Đó là cái hướng về cái đại hội công đoàn. Thì cái thứ nhất là phải chuẩn bị tốt cái đội ngũ cán bộ làm cán bộ công đoàn sắp tới, đảm bảo là 30% cán bộ nữ tham gia vào ban chấp hành công đoàn các cấp. Đây là một cái chỉ tiêu mà chúng tôi đặt vấn đề hết sức quan trọng, cũng rất mong là các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan quan tâm để tổ chức công đoàn phối hợp thực hiện được cái chỉ tiêu này. Cái thứ hai về quan tâm đến chăm lo đến đội ngũ nữ cán bộ công chức, viên chức lao động thì chúng tôi tiến hành thực hiện cái công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách đối với cán bộ nữ và lao động nữ và phối hợp với các thủ trưởng các cơ quan để thực hiện tốt cái công tác phụ nữ và công tác bình đẳng giới. Tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh, các hoạt động thiết thực kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng cũng đã được tổ chức sôi nổi. Công đoàn trường Cao đẳng nghề Lào Cai cũng đã tổ chức cuộc thi nấu ăn giữa các tổ công đoàn. Hội thi không chỉ tạo không khí vui tươi phấn khởi mà còn là dịp để chị em phụ nữ khẳng định mình không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là những người phụ nữ đảm đang tháo vát. Mình cũng là một trong cá nhân trong công đoàn, cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi vì cũng đóng góp một phần nhỏ của công sức của mình, một chút tài khéo léo của mình để tạo một bữa cơm cho anh em tất cả ở đây tập trung làm vui vẻ trong cái ngày 8 tháng 3. Đặc biệt là muốn gửi đến tất cả lời chúc đến tất cả các chị em phụ nữ trong ngày 8 tháng 3 luôn mạnh khỏe, sức khỏe và khẳng định cái vai trò phụ nữ của mình trong cái thế kỷ mới và giai đoạn mới, nhiều cái tạo nên nhiều thắng lợi mới cho đất nước. Chúng tôi cũng thường thì tổ chức các cái buổi gặp mặt thì nói chung nó cũng rất là đa dạng, mỗi năm thì làm một hình thức khác nhau. Rồi tổ chức các cái cuộc thi cho chị em thể hiện tài năng, ví dụ thi nữ công gia chánh, thi cắm hoa, rồi thi làm bánh, rồi thi văn nghệ. Như là chúng tôi thi văn nghệ thì cứ 100% đoàn viên tham gia, kể cả các đồng chí lãnh đạo, chứ không phải là chỉ có một số nòng cốt. Hay là tổ chức thường xuyên cho chị em được đi tham quan du lịch hàng năm, thì nhà trường có cái tạo điều kiện, có cái quỹ phúc lợi, đến năm nào
cũng khoảng 20-30% chị em được đi tham quan du lịch. Để phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động đi vào cuộc sống và trở thành động lực giúp chị em làm tốt công tác chuyên môn và công việc gia đình. Trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung và hình thức hoạt động công tác nữ công, từng bước củng cố, kiện toàn các tổ, ban nữ công ở cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống cho lao động nữ, tuyên truyền sâu rộng nội dung các phong trào thi đua đến từng nữ cán bộ và đoàn viên công đoàn. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thi đua xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động luôn được các cấp công đoàn trong tỉnh Lào Cai chú trọng và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, phong trào này đã được các công đoàn cơ sở triển khai qua những việc làm cụ thể gắn với đặc thù ngành nghề. Phóng sự dưới đây sẽ đề cập việc triển khai và kết quả của phong trào này tại Liên đoàn Lao động huyện Bát Sát. Khu nhà điều hành thủy điện Nậm Hồ thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Đông Nam Á nằm ẩn hiện sau những tán cây xanh. Đến nơi này, chúng ta không khỏi ngạc nhiên bởi những con đường bê tông phong quang sạch sẽ, những hàng cây đang chuẩn bị bung nở những lộc xanh. Để có được một quang cảnh xanh sạch đẹp như thế này, ban lãnh đạo công ty cùng tất cả các cán bộ, nhân viên trong đơn vị đã phải nỗ lực cố gắng bỏ ra nhiều công sức sau một thời gian dài. Đặc biệt, tổ chức công đoàn công ty đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động trong việc tổ chức phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động bằng nhiều việc làm cụ thể. Hàng năm chúng tôi đều có cái kế hoạch để trồng cây, mua cây và trồng cây, rồi phối hợp trồng vào những cái dịp Tết Nguyên đán, rồi trồng cây trong năm và quy hoạch những cái khu vực mà đất trống của dự án đã được nhà nước cấp đất sử dụng trong 50 năm. Thì chúng tôi sẽ phủ xanh, phương châm là sẽ phủ xanh hết toàn bộ những cái khu vực mà vẫn còn đất trống. Thế còn cái hướng mà triển khai thì chúng tôi cũng có họp hàng năm về phía ban chấp hành công đoàn, rồi trong cái họp cũng có mời thêm cả cấp chính quyền công ty để cùng tham gia, để cùng góp ý những cái khu vực nào cần thiết phải trồng, những cái khu vực nào mà cần thiết phải chăm sóc và đẩy mạnh thì chúng tôi có triển khai đến anh em cán bộ công nhân viên, các đồng chí là đoàn viên công đoàn. Nhờ tất cả những việc làm nói trên mà tất cả các đoàn viên nhân viên của công ty đều tự rèn luyện được tinh thần kỷ luật cao trong sản xuất, ngày càng trưởng thành trong công tác tổ chức quản lý, điều hành sản xuất. Đặc biệt, do được làm việc trong một môi trường thân thiện, sạch sẽ, cùng các chính sách cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động như lắp đặt cửa kính chống ồn, chống bụi, cải tiến phương thức vận hành máy móc thiết bị theo công nghệ mới, trang bị trang phục bảo hộ theo mùa, tạo môi trường làm việc tốt, thuận lợi cho công nhân lao động. Từ lãnh đạo tổng công ty, lãnh đạo công ty, cộng với bên công đoàn nhà máy thì tạo hết sức điều kiện cho anh em tốt nhất để có làm việc hiệu quả và đạt cái sản lượng mà nhà máy công ty đề ra là hiệu quả nhất. Chúng tôi thì là được trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị bảo hộ an toàn lao động cho tất cả công nhân vận hành của nhà máy. Và về tất cả anh em thì trong sản xuất thì luôn thực hiện nghiêm túc tất cả các quy trình và quy định của công ty và nhà máy đề ra, làm sao cho trong ca sản xuất là luôn luôn đảm bảo an toàn, liên tục và kinh tế. Công đoàn Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Đông Nam Á là một điểm sáng của Liên đoàn Lao động huyện Bát Sát trong việc thực hiện phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, là mô hình điểm của toàn huyện cần được nhân rộng. Để đoàn viên công đoàn tích cực hơn nữa trong việc tham gia các phong trào, Liên đoàn Lao động huyện Bát Sát đặc biệt coi trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn bình xét thi đua khen thưởng nhằm động viên kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích cao. Đây là một trong những nội dung để các cấp công đoàn duy trì và phát triển tốt hơn nữa các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động. Chúng tôi cũng vận động cũng như là hướng cho các cơ sở sẽ đến giao lưu, tham quan những cái mô hình hay và những cái cách làm tốt ở tại đơn vị để chúng ta làm sao mà tất cả các cái đơn vị trên địa bàn sẽ hoàn thành được tốt cái phong trào xanh sạch đẹp và an toàn vệ sinh lao động. Có thể thấy phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại huyện Bát Sát đã xây dựng được môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, giúp người lao động thi đua lao động sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Với kết quả đó, năm 2016 vừa qua, nhiều tập thể cá nhân các cấp công đoàn huyện Bát Sát đã nhận được các phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai. Trong đó có bằng khen dành cho phong trào thi đua chuyên đề xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Chuyên mục công đoàn số tháng 3 đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.